anh Dezu với anh tài xế chỉ ăn rau củ thôi, mọi người sẽ ăn một phần nữa. Ở đây thì mình gồm thấy có đậu nành nè, salad nè, và nước sốt với lại khoai tây. Còn anh bên đây thì anh ăn sẽ ăn với lại thịt bò. Đây là một cái phần khá là dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang ở phía tây nam của đất nước Ethiopia, ở châu Phi. Thì đối với đất nước châu Phi thì là một cái vùng đất khô cằn, nên đối với người dân thì những cái con suối như thế này là họ sinh hoạt rất là quan trọng luôn. Và đây là cái cách người dân Ethiopia rửa xe. Rửa xe trên một cái con suối luôn này cô bác quý anh chị. Đây là cái nếp sinh hoạt của người dân ở Ethiopia, một cái đất nước mà có đó là khô cằn, rất là thiếu những cái nguồn nước như thế này. Và cái cách người ta rửa những cái chiếc xe gắn máy hay là những cái chiếc xe ô tô. Ở những cái vùng đất khô cằn này rất là cần nước sạch, và ở Ethiopia thì nạn đói nè, nạn thiếu nước là một trong những cái vấn đề phải nói là cũng nói là nan giải của bác anh chị. How much money? Moto? How much money moto? Moto almost like 120. 100. 120,000 birr. Oh. 20 India motorbike. Motorbike. 20,000. Một cái cách rửa xe khá là lạ của người dân châu Phi ha. Họ chờ một cái con nước chạy. Ơi, hôm chưa quay. Ok. Họ rất là khó chịu khi mà mình quay video clip như thế này. Ok. Ok, không biết là tại sao là người dân họ có hai điều rất là không thích. Một là họ hỏi mình là người Trung Quốc hay sao. Còn hai là họ không cho mình quay phim chụp hình. Và nếu như quay phim chụp hình thì họ yêu cầu là phải trả tiền. Và đây là cách anh này anh rửa một cái chiếc xe tải. No. Họ một là xin tiền để mà mua thức ăn, còn hai là quay phim là phải xin tiền, và họ hỏi mình là có phải là người Trung Quốc hay không. Không biết tại sao thì cái cách người dân họ rất là không thích người Trung Quốc, cô bác của anh chị. Ở đây là dòng chảy của một con suối, và các người dân sinh hoạt giặt giũ ở trên này nè là rửa xe, và ở đây là họ sẽ giặt giũ ha. Và đây là cái cách người dân châu Phi họ giặt đồ nè mọi người. Anh này anh đang giặt cái chăn rất là dơ, và thậm chí là không có sò bông luôn. Những cái nhu yếu phẩm như là sò bông gội đầu hay sò bông gội giặt đồ thì đối với người dân châu Phi là một điều gì đó rất là xa xỉ, và họ chỉ giặt bằng nước suối thôi. Và thậm chí chỉ có một ít xíu là sò bông bột á,
No money. No money. No money. One. No money. Họ đưa một cục đá đẹp. Yeah. I'm sorry. No money. No money. No money. Okay. Rồi bây giờ mình sẽ tháo đồ giày ra. Ok. Không, no. No. Họ đòi là trả một cái đôi giày của mình á, rồi họ sẽ trả tiền. Và đây là quần áo họ phơi ở trên này. Cái này thất nghiệp á, đến nỗi mà họ phải cần phải trà đôi giày để mà kiếm được tiền. Không biết. Ok. Hôm qua đây là có mấy chị phụ nữ đang giặt đồ. Ở châu Phi thì tình trạng đói khát, nạn đói được diễn ra thường xuyên. Và đặc biệt Ethiopia thì cũng là một cái nước phát triển ở châu Phi rồi, nhưng mà người dân thì vẫn còn thiếu lương thực rất là nhiều. 1/3 dân số ở Ethiopia là sống trong tình trạng là thiếu lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết. Và đây là tình trạng của nạn đói, là một cụ bé người dân châu Phi. Đến một cái buổi trưa, buổi hồ mời cô bác quý anh chị vào một cái nhà hàng ngay tại Nam Sudan này ha. Đây được mệnh danh là một trong những cái nhà hàng mà nổi tiếng bậc nhất ngay tại cái tỉnh này đây. Cơ sở vật chất ở đây cũng còn khá là yếu kém mọi người, cô bác quý anh chị. Và đây là những cái khuôn viên nhà hàng còn khá là ẩm thấp luôn. Ở đây có một cái bảng tên của cái nhà hàng viết chỗ này. Welcome to Jesse Hotel. Thậm chí là nhà hàng này không có nổi một cái tên luôn. Và bây giờ mình vô đây. Đây là khu gian những bếp. Nhà hàng này là nhà hàng ngoài trời. Rất là nóng. Và đây là một cái vòi nước rửa mặt ngay tại nhà hàng ở Ethiopia, châu Phi. Thì đối với họ, nước là một cái gì đó nó rất là quý, nên thành nữ xả nước thì rất là tiết kiệm luôn. Một cái cục xà bông nhỏ xíu bên kia. Đây là một cái thùng nước nè mọi người. Cái vùng này thì giáp với biên giới Nam Sudan. Đây là một cái anh tài xế đã chở mình đi. Dạ ok. Rất là tiết kiệm luôn ha. Và xà bông đối với họ một cái gì đó nó rất là quý. Nghe tại chỗ này sao bông nè, không cục sao bông nè, mở ra sao nè, thôi nó không cho mở nhiều, nó chỉ có nhiều thôi. Nước ở đây quý ghê ha. Đây là nhà hàng chắc xịn nhất ở đây quá. Cái chất của gì nên nó rất là bây giờ nó giúp
hết mức là chỉ có nhiêu thôi. Và nước này cũng có vẻ là không có được trong lắm. Cái cảm giác của em với lại Nhân bây giờ như thế nào ạ? Đuối. Nóng quá. Có bị sốc nhiệt không? Thông tin với mọi người là Phong là mới bị chảy máu cam, còn Nhân thì bị chóng. Chóng rồi. Còn riêng bản thân của Bùi Hồ là hiện nay cái cảm giác nó rất khó chịu, không đói nhưng mà nó không giống như muốn ăn không vô vậy. Và nhà hàng này có mấy món không? Ba món. Cơm thịt thì họ không biết là họ làm thịt gì, chứ họ nói biết là cơm thịt thôi. Hai là món mì spaghetti. Spaghetti là mì gì? Mì. Ba là món chay của người Ethiopia, vì họ ăn thì nghe đây nghe ăn chay của họ. À đúng rồi. Chia sẻ với cô bác quý anh chị á, ở Ethiopia là đa số 90% là theo Công giáo, và người dân họ ăn chay vào ngày thứ tư và ngày thứ sáu hàng tuần. Họ sẽ không ăn thịt và uống sữa, và họ sẽ ăn rau củ. Và cái đặc sản của Ethiopia có một cái món giống như là bánh bò của Việt Nam á, nó có tên là gì nè ta? Quên mà đó không? Đây là anh Lê Xu, người bạn đồng hành của mình. Và đằng kia là mọi người đang thưởng thức món ăn đó cô bác anh chị. Đằng sau đây là khuôn viên của nhà hàng. Cô bác anh chị có thể thấy nè. Có ghè cái không kìa, ăn ghè luôn không? Mai đi. Thật ra là các anh em đi đến đây rất là thèm cái món thịt gà luộc. Mà hôm qua thì Nhân cảm thấy hụt hẫng khi mà thịt gà họ sốt cà chua. Đúng không Nhân? Bất lực. Hả? Em bất lực rồi anh Hồ ơi. Nếu mà cho em 10 tỷ để quay cho Vi sống em không đi đâu. Ôi sao vậy? Em thà mỗi tháng kiếm 5 triệu em sống ở Việt Nam. Càng đi xa thì mình có cả cảm thấy là mình yêu Việt Nam mình hơn không? Yêu từ xưa giờ rồi chứ. Nhưng mà cái tình yêu nó càng cháy bỏng hơn nữa, đúng không? Thật ra mình yêu bởi vì là mình ở đây không nói. Có một cái câu rất là hay của Johnny Chí Nguyễn á. Johnny Chí Nguyễn nói là khi mà mình sinh ra ở Việt Nam thì từng dòng máu này, từng tế bào này được nuôi dưỡng bởi đất và gió ở Việt Nam. Nên mình đi dù bất cứ nơi nào đi chăng nữa thì mình cũng không cảm thấy vui, và nó không phù hợp với lại cái cơ thể của mình. Em nghĩ là vui một hai ngày đầu thôi chứ mấy ngày sau hết vui rồi đó. Nó lạ thôi, đối với mình nó lạ thôi chứ nó không có vui, đúng không? Thời tiết nó không có, không phù hợp, bị sốc nhiệt nóng. Có một cái anh thanh niên nhìn rất là ngầu luôn. Phải nói là anh mặc áo theo phong cách của Pháp á, mặc một cái quần jean nè, mặc cái áo sơ mi dài tay và mang một cái kính đen. Nó rất là lạ. Và đây là chắc có lẽ là nhà hàng mà sang xịn mình nhất ngay tại chỗ này luôn á. Bên kia là chơi đánh pizza hay quá. Bên kia là một cái nhà đánh pizza được che bằng một cái mái lá ở trên. Cái kiểu giống như là Việt Nam hồi năm 1900 kiểu vậy. Ở đây là cơm thịt đúng không? Còn có ớt này, chili ngon này. Ngon á. Ok. Ngày hôm nay thì cái anh Desu, cái anh người bạn đồng hành với mình á, ảnh ăn chay nên ảnh không có ăn cơm thịt được. Ngon á Phong. Đây là bữa ăn ngon nhất chắc trong những ngày ở đây quá Nhân. Một cái cô tiếp viên nhìn ngầu ghê luôn á. Đẹp gái nhất. Đẹp gái nhất châu Phi luôn á. Mình không biết ăn sao. Một cái chén cơm ở giữa, xung quanh là bánh mì. Vui quá. Vừa ăn vừa đủ rồi nha.
Only this one is called injera. Anh Deju thì anh thích ăn với cái đó thay cơm gạo như ở Việt Nam như mọi người. Và ngày hôm nay là ngày thứ 6 nên họ anh sẽ ăn chay, còn anh bên đây thì sẽ ăn mặn. Và đối với người dân Ethiopia nói riêng và châu Phi nói chung, đa số là thực phẩm họ sẽ bóc bằng tay. Rồi bây giờ mình ba anh em mình là người Việt nên họ sẽ cho một cái muỗng để mình ăn. Và chỉ ba anh em mình ăn cơm thôi, còn họ ăn cái món của bản xứ. Mặc dù gùi ra khá là nhiều nhưng mà anh nói thiệt nhân cái phòng vị thịt bò đây rất ngon, bò dai á. Ăn trúng một phần thà học sàng như rồi. Bà anh em mà đi ăn cơm gặp ớt mừng lắm. Đau nha. Đau và buồn ngủ gì vậy? Mình mệt. Đỡ quá. Tự nhiên bị ho. Tại có những cái viên không đơn giản tí nào ha. Nãy giờ mới để ý, để cái chai nước ở đây, cái phân gà nó nằm ở dưới nè. Đỡ lên. Thì hơi nhiều đúng không? Ừ. Vừa này ít rồi á. Ăn ghé Ninh Thuận mới rồi. Bánh mì này nó có vị lạc lắm. Good, ngon. Very good, ngon. Ở trong kia là giống như những cái phòng lạnh của Việt Nam á, phòng dành cho những hạng khách quý. Và anh đầu bếp này anh rất là anh rất là handsome luôn. Anh để một cái bộ râu đen thù lùi và anh mặc áo trắng, anh đi tới đi lùi anh quan sát. Nghe nói là sẽ lại á. Cái cô mặc váy màu đỏ, áo màu đen. Cái này sướng. Ok. Vô đây ăn là còn là hàng khách sang không á, chứ không phải là khách bình thường đâu. Cái cô này là chăm trà, còn cô kia là chăm cà phê. Nhân em uống trà không? Thì từ lên nhé, là chú đi. Tha nước rồi. Từ lên nhé. Để ra sữa chấm. Sugar. Okay.
hơi cực kỳ sành điệu, đúng không? Quá là anh chê Việt Nam dở đúng không? Không, không, không. Thế sao anh? Sao sắp như là Việt Nam mua đúng không? Cái đó là tiếng của phong bụi nha cô bác anh chị. Trà này giống như là trà hoa cúc ở Việt Nam đó. Ngon lắm. Đây là cái cách mà em Phong tặng một cái chai dầu thì các anh đầu bếp này em cảm thấy rất là lạ lẫm luôn. Massage good good. Massage very good. Massage later we will have Africa massage. Okay okay. Then you will be wake up strong. Cho nó xuống đất này, họ phải hứng bằng cái xô này. Khi mà nước chảy từ trên một cái chiếc xe tải chở những cái thùng nước á, thì nước nó nhiễu xuống người ta sẽ hứng. Đối với người dân Ethiopia nói riêng và người dân châu Phi nói chung, nước là một cái nguồn tài nguyên rất là quý hiếm luôn cô bác quý anh chị. Họ không dám để từng rớt từng một giọt nào luôn. Bây giờ mình sẽ lên xe và đi tiếp ha. Đoạn clip ngay tại nhà hàng được cho là sang xịn mình nhất ở gần biên giới nha. Nam Sudan tại đất nước Ethiopia. Xin chào và hẹn gặp lại các bác quý chị ở clip sau ha.